Trung vệ Vũ Tiến Long, người em út thầm lặng của U23 Việt Nam. Tiến Long sinh năm 2002, trẻ nhất U23 Việt Nam là đương nhiên cũng nhận được ít sự chú ý nhất Tuy nhiên, với những người làm chuyên môn hay quan tâm tới bóng đá trẻ thì Tiến Long là một cái tên không hề xa lạ. Cầu thủ quê Thanh Hóa là cái tên quen thuộc ở trong màu áo các lứa trẻ của Hà Nội FC, vô địch các giải trẻ quốc gia. Bên cạnh đó, Trung vệ này còn là thành viên của U15 Việt Nam, vô địch giải U15 Đông Nam Á 2017 và là một trong những cầu thủ không thể thiếu của U19 Việt Nam 2019 giành quyền tham dự vòng chung kết U19 châu Á năm 2020. Trong quá khứ, huấn luyện viên Vũ Hồng Việt, người đang là trợ lý của huấn luyện viên Park Hang-seo, đánh giá rất cao tiềm năng của trung vệ sinh năm 2002. Theo đó, vị trợ lý của thầy Park đánh giá khả năng đọc trận đấu, phán đoán là những điểm mạnh nhất của Tiến Long. Điều đó giúp anh được ví von sẽ trở thành một đình trọng thứ hai trong tương lai. Việc được tập luyện cùng những người đàn anh giàu kinh nghiệm như Văn Quyết, Duy Mạnh, Thành Trung cũng giúp trung vệ này trưởng thành nhanh chóng. Có lẽ, chính việc được tập luyện thường xuyên với những trò cưng của Thầy Park đã giúp trung vệ này nhanh chóng hòa nhập với cường độ luyện tập của U23 Việt Nam trong quá trình chuẩn bị SEA Games và được vị chiến lược gia người Hàn Quốc điền tên vào danh sách 20 cầu thủ cuối cùng tham dự kỳ đại hội trên sân nhà. Hành trình tại SEA Games của Vũ Tiến Long không hề dễ dàng khi không thuộc 11 cái tên xuất phát ở trận đầu ra quân gặp U23 Indonesia. Trung vệ mang áo số 3 cũng chỉ được tung vào sân khi thế trận đã an bài và huấn luyện viên Park Hazer rút Lê Văn Xuân ra nghỉ ngơi. Thế nhưng, cầu thủ trưởng thành trong màu áo Hà Nội FC đã tận dụng rất tốt cơ hội đó để thể hiện những gì tốt nhất của mình. Xuyên suốt vòng bảng, Tiến Long luôn được huấn luyện viên Park Hang Seo xoay tua cùng với Phan Túng Tài cho vị trí trung vệ lệch trái. Trong mỗi lần được thay Park giao nhiệm vụ, trung vệ sinh năm 2002 luôn thể hiện được sự chắc chắn và liên tục có những tình huống cắt bóng chính xác để bẻ gãy những pha phản công của đối phương. Để rồi, kể từ trận bán kết, thay Park đã đặt trọn niềm tin vào Tiến Long và để anh thi đấu trọn vẹn 180 phút, không kể thời gian bù giờ. Trận chung kết gặp U23 Thái Lan, vị trí của Tiến Long là một trong những vị trí được các cầu thủ áo vàng khai thác nhiều nhất. Thế nhưng, trung vệ trẻ này vẫn thi đấu đầy tập trung để ngăn chặn những tình huống tấn công nguy hiểm của những Ben Davis hay Wujarit. Cùng với Bùi Hoàng Việt Anh và Thanh Bình, Tiến Long đã tạo nên bộ ba phòng ngự vô cùng chắc chắn, giúp khung thành của thủ môn Văn Toản được bảo vệ tuyệt đối trong suốt chiến dịch SEA Games 31 trong những lần trò chuyện có một câu là tiếng long luôn nhắc đi nhắc lại đến là đón câu nói ngắn gọn nhưng chứa đựng trong đó là tất cả những quyết tâm nỗ lực và nghị lực của chàng trung vệ trẻ chỉ cần có một cơ hội duy nhất tiếng long cũng sẽ chắc chiêu tối đa để thể hiện bản thân để chứng tỏ cho tất cả các huấn luyện viên rằng anh xứng đáng có một vị trí mỗi lần đội tuyển Việt Nam ra sân thi đấu chiến tích tại sea games 31 chắc chắn chưa phải là chiến tích duy nhất nếu cứ thể hiện tinh thần quyết đấu quyết tâm như một chiến binh vừa qua tiếng long chắc chắn sẽ còn tiến xa hơn nữa trong tương lai không xa